OK, Hoàng Tiếng Hoài, đại sứ quán Châu, từ Đình Lộ đến Lộ Nguyễn, lại tới Singapore quán Trần Thái. Trong những biến cái quá trình này, sau khi tôi chọn dầu, thòng cao, cạn nước, phun lọc cái hệ cao hơn. Sau đó, tôi chọn mì phấn, cũng đổ phun lọc cao hơn. Cao hơn sau đó, tôi phun lọc cái biến cái cơ khí. Sau đó, thành hình, cái biến thành hình sau đó, tôi phun lọc cái hàng lô hàng xuất lại. Hy vọng mọi người ở 9 tháng 7, 8 tháng đến đến Xuân Trung Sơn Nam Dương Kỷ Niệm Quán tham gia hoạt động của chúng tôi, bên cạnh Quảng Trường Thái Chí Bản cái 月餅, hy vọng mọi người có một ngày vui vẻ.